Chị tên là Nguyễn Sơn, tới Israel được 28 năm. Ở Israel được 28 năm và ở Haifa, là một tỉnh, là một phía bắc của Israel. Ngày xưa thì ở Hải Phòng. Cái ngày mà ngày thứ bảy, sáng thứ bảy xảy ra cái sự việc đó, đó thì tự chị nhà chị ở Haifa, cho nên cũng rất là cách xa cái khu vực đó. Bởi vậy mình không có cái cảm giác gì hết. Mình không có cảm giác hết tại vì nhà mình rất là xa. Khi mà mình tỉnh dậy thì mình mới thấy rằng là mọi người mới lại viết trong cái nhóm của mình ấy là hôm qua sáng này, từ sáng giờ cứ chạy kiểu như còi báo động ấy. Thì lúc đấy thì mình mới lại ngơ ngác, mình không hiểu gì hết. Mình mới vào trong cái báo mình xem. Thì mình mới biết rằng là ô, bắt đầu đã xảy là kiểu giống như là tổng thì bọn chúng tiến công vào trong một cái bữa. Mình lúc đấy mình báo chỉ biết là trong một cái bữa tiệc ở ngoài trời. Thì lúc ấy con số thương vong khoảng chừng 100 người. Và khủng bố thì nó tràn vào một số các cư dân. Nhưng mà về sau, càng về sau thì con số tăng lên nó rất là tăng lên rất là nhiều. Và khủng bố thì nó lại chiếm đóng hết tất cả những cái khu vực phía nam, vào những cái mà khu dân cư ở phía nam. Thì lúc thực ra lúc đó là mình thì mình ở xa, cho nên cái sự mà đúng là hoang mang thì mình không hoang mang, nhưng mà mình rất là lo lắng. Tại vì là khi mà khủng bố nó vào á thì không biết nó chạy đi đâu, nó chạy đi khắp mọi nơi. Mà khủng bố thì nó là cái là có thể nó bắn, khủng bố là nó bắn giết tùm lum ở trên đường luôn á. Đi đường thì mọi người sẽ hay để ý. Mình để ý là kiểu giống như là kể cả bây giờ mình cũng vậy, mình ra ngoài đường mình luôn luôn mình để ý. Rồi những cái gì mà những cái người đối diện của mình, hoặc là người mình thấy có một cái gì đấy khác lạ thì mình có thể mình tránh xa ra, hoặc là những cái đồ vật gì mà không phải của mình mà không có ai nhận thì mình báo luôn cho cảnh sát. Hoặc mình nhìn thấy cái người mà thường á, thì khủng bố thì nó là người thường là người Ả Rập, thì tất nhiên là khuôn mặt của họ cũng có cái sự khác biệt hơn so với những cái người mà kiểu Do Thái. Những cái lần trước cũng có chiến tranh nhưng mà nó chỉ có khoảng mấy ngày nó hết, hoặc là nó chỉ bắn tên lửa lựu đạn. Rồi khủng bố nó có, nhưng khi mà khủng bố nó sang, nó xâm nhập vào ấy, thì hầu như là cái tình báo, mình gọi là tình báo đi, hoặc là những cái nơi mà đã mang được cái tin tức cho mọi người và đã báo trước cho người dân biết rằng là hãy cẩn thận, cái khu vực này sẽ có khủng bố. Hầu như chẳng hạn như mình ở dưới Haifa nhé, mình ở phía Bắc, mà nếu như mà có khủng bố mà vào cái khu vực nào đó thì hầu như là báo chí hoặc là cái nơi địa phương ấy, báo địa phương người ta đã thông báo cho mình phải cẩn thận. Nên cho nên là mình cũng có nghĩa là mình sợ thì mình sợ, nhưng mà mình cũng yên tâm ấy là rất là tốt. Còn đâu lần này thì hoang mang là vì sao, là vì khủng bố nó đông như vậy mà nó tấn công cùng một lúc một thời điểm mà lại không thấy, mà lúc đấy không thấy thông báo từ trước, thì mọi người hoang mang, hoang mang và cảm giác cũng là kiểu bất an nữa. Thực ra thì như thế này, Thời trang, bền chắc và tiện lợi. Đầu giũa nhỏ gọn, nhẹ nhàng, êm ái. Là máy giũa tốt nhất trên thị trường hiện nay. Luraco Pro 35K vinh dự được giải Reader Choice Award do Nail Technician trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ bình chọn. Quý vị đã có một kinh nghiệm vững vàng, một bàn tay khéo léo. Để có một bộ nail đẹp, hãy tìm mua cho được máy giũa nail thế hệ mới của Luraco. Mình ở Israel nó lâu quá rồi, cho nên là cái sự mà hai bên á chọc chạch, nó cứ kiểu bắn tới bắn lui, đi ra đi vào thì giống như là cái kiểu như cơm bữa vậy. Có khi mình đang nói chuyện này bình thường này, có khi là 5 phút sau nó lại bắn một quả sang bên này, bắn lựu đạn rocket sang bên này, rồi thì bên hoặc là bên mình ấy lại sang bên đó rồi bắn trả lại. Thì nói chung là nó cứ có cái sự mà hiềm khích, nó cứ giống như là chân, thì hầu như là mình kiểu gọi như là không quan tâm nữa đó. Lúc nào mà có sự thì ok. Chứ nhưng mà không ai ngờ là lần này thì là một cái sự mà táo tợn, mấy hai nữa là một cái đòn giáng phải nói là mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ. Mà đến bây giờ thì kể cả là chính phủ cũng như mọi người đều bàng hoàng trước cái con số thương vong quá lớn và chưa từng có trong trong lịch sử luôn. Nếu mà nói về khủng bố thì chưa từng có trong lịch sử luôn đó. Chắc chắn là họ tính toán từ trước, họ lên kế hoạch sẵn sàng.
chứ không thể không có tính toán và không có kế hoạch để hành động một cách rất là điên cuồng như thế, và tất cả lại cùng một lúc. Có nghĩa rằng là cùng lúc là như thế nào? Khi mà cái ngày lễ là ngày lễ trọng, ở đây nó là ngày cuối cùng của cái ngày lễ kinh thánh, ở tiếng Do Thái là Simchat Torah, là cái ngày đó, một trong ngày lễ trọng của cái người của dân Do Thái. Thì khi mà mọi người đến cái chỗ mà cái khu vực mở đấy thì rất là cái bữa tiệc đấy rất là nhiều người, chứ không phải là riêng người Do Thái, đủ nhiều người luôn ở ngay gần cái giải ra già đó để họ cũng như là vui chơi ăn uống. Thì cái này chị nghĩ rằng là phải có một cái sự đòn rất là tính toán khi tất cả mọi thứ, chẳng hạn như lính giống như là lính bộ binh, không phải là, nhưng mà không phải lính đây là khủng bố nhá, chị không nói là lính ở quân đội của mình, còn đâu đây là cái khủng bố, nhất là đi vào bằng cái đường bộ này, rồi sau đó một ít phút thì là họ lã đạn bắn rocket tên lửa sang cùng một cái thời điểm, thì chị nghĩ là họ phải lên một cái kế hoạch rất là rõ ràng và rất là sẵn sàng rồi, chứ không thể có cái sự mà giống như là bột phát, như là mọi lần một cái kiểu như là nhỏ lẻ. Đây là có một sự tính toán rất là quy mô và rất là rõ ràng. Tất cả cái khu vực xung quanh đó thì là giáp với cả Gaza, Gaza đó, tiếng Anh thì là Gaza, còn tiếng chung ở bên là gọi Gaza. Đang nói về quân đội, sau khoảng chừng mấy tiếng thì chính phủ đã họp khẩn, và quân đội thì đã tiến hành giống như là phản công lại. Sau khoảng chừng đến 2 ngày thì quân đội của Israel đã kiểm soát được toàn phần những cái tụ điểm mà khủng bố đã chiếm giữ, tiêu diệt cũng khoảng chừng mấy trăm và bắt sống luôn một nhóm khủng bố. Thì chị thấy là cái và trong cái cùng cái thời điểm đó thì quân đội của Israel cũng như không quân đó, thì đã đánh trả vào những cái tụ điểm và tiêu diệt một số của Hamas ở Gaza. Còn ở trong nước, cái địa phận của Israel đó, thì quân đội đã kiểm soát được trong vòng 2 ngày, đã kiểm soát được hầu hết các tụ điểm. Tạm thời thì như thế này, tiếng còi báo động thì vẫn báo, nó thuyên giảm là chỉ thuyên giảm là khủng bố đã bị tiêu diệt nhiều. Thế còn nếu như mà nói về cái sự mà để chiến tranh mà giống như là bắn rocket tên lửa đạn chỉ sang, thì khu vực xung quanh ở dưới đấy cũng tận như Tel Aviv, những cái vùng lân cận thì vẫn có còi báo động đến tận ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ thì cảnh cử như là quân đội cũng như là bộ tư lệnh thì cũng yêu cầu bà con ở Haifa và những cái phía bắc lân cận thì làm ơn là không ra khỏi nhà, có nghĩa ở trong nhà. Tạm thời bây giờ thì chưa có nói là ai, nhưng mà chỉ con số tổng số là hơn một, ít nhất là hơn là 1.200 người đã thông báo, và khoảng 3.000 người bị thương. Nhưng mà tạm thời bây giờ thì chỉ có cảnh có bộ đội giống như là quân đội rồi cảnh sát, thì tất cả là 169-170 người đến thời điểm này là thông báo những cái tên tuổi mà sĩ quan quân đội rồi cảnh sát. Còn đông người dân thì chưa có, người dân thì chưa có thông báo tên tuổi, nhưng mà cái con số thương vong nó lên đến khoảng chừng 1.000, hơn ít nhất 1.200 người. Người Việt Nam mình không ở cái khu vực đấy nhiều. Không, người Việt Nam mình mà bà con Việt Kiều thì mình hầu như ở cái khu vực trung tâm, và ví dụ như là Bat Yam, Tel Aviv, Dishon Echion, chứ không có ở cái vùng mà phía Nam nhiều. Chỉ có một vài người, nhưng mà mọi người đấy đều một vài gia đình, nhưng mà mọi người đều ok, mọi người đều ổn, không có sao hết. Có mấy gia đình thì ở phía giao tranh đó, nhưng mà rất là ổn, nhưng mà ổn định, tại vì không có vấn đề gì, và người Việt Nam mình đến tận phút này thì cũng không có ai cứ thương vong sao hết. Người Việt Nam mình ở hiện tại thì có khoảng chừng cả du học sinh mấy cả tất cả các bạn khoảng chừng lên đến 600, khoảng hơn 600 hoặc gần 700 gì đó. Một số bà con thì mình có nói chuyện thì mọi người cũng động viên nhau, mà mọi người cũng rất là cố gắng, là khi mình đã ở cái môi trường như này và mình cũng phải
chấp nhận với cái sự mà nóng bỏng của đất nước, cho nên mọi người cũng không có trở những cái trạng thái là mình phải quá lo sợ. Chỉ có các bạn sinh viên thì các bạn mới tới, thì các bạn đúng vào vùng điểm nóng, cho nên ngày đầu các bạn rất là hoang mang và các bạn lo sợ. Thì mình ấy thì là mình có may mà mình là phụ trách với trung tâm của AGO, là trung tâm mang các bạn đến để mà vừa học vừa làm lao động ấy, à không phải lao động sorry, à, vừa học sinh viên đến để học học và thực hành, có nghĩa là vừa học vừa làm ạ, chứ không thì các bạn mới tới. Nhưng mà mình cũng may mắn là mình đã được gặp các bạn trước cái lúc xảy ra chiến tranh đấy 2 ngày. Thì mình cũng đã nói trước với các bạn rằng là mình ở đây ấy thì mình phải sẵn sàng với cái sự chiến đấu, là khi mà có thể năng chị Sơn đang ngồi với các bạn, nhưng mà cô đang ngồi với các em, nhưng mà chỉ mấy phút sau ấy, thì là mình sẽ nghe tiếng còi báo động rồi. Thế bởi vậy thì các thì mình cứ mình phải học được cả những cái mà những cái giống như chấp nhận cả những cái sự mà cái sự chiến tranh mà bất thình lình ở Israel, gọi như điểm nóng. Thì khi mặc dù là các bạn đã được nghe thông báo, nhưng mà các bạn vẫn kiểu như là chưa có thể hình dung được ấy, là cái lúc mà xảy chiến tranh ấy, thì các bạn là ngay cái vùng điểm nóng. Bởi vậy ấy, là luôn luôn ấy, là có cái súng bắn rồi, tại vì cái lúc đấy là khủng bố ở trong, khi mà cảnh sát mấy cả quân đội đến và yểm trợ rồi thì hai bên bắn nhau. Thì các bạn trong nhà thì mình chỉ có biết rằng là bây giờ ấy, thì các bạn ấy luôn, mình với cả các bạn ấy luôn luôn là online, thì chỉ dặn dò các bạn là bây giờ trong phòng của các bạn ở thì có phòng chống đạn. Thì mình chỉ yêu cầu các bạn là các bạn ở trong phòng chống đạn, không được ra ngoài và không mở bất kỳ cửa cho ai vào. Có nghĩa là mình không có liên quan đến tất cả mọi thứ xung quanh, mọi thứ là mình trật tự. Nếu ai gõ cửa bên ngoài mình cũng coi như không nghe thấy, và mình phải nằm rạp xuống dưới đất để cho người ta có đi qua, ta cũng không ai nhìn thấy mình. Mặc dù các bạn ở khu vực cũng khá là tốt, nhưng mà cũng được sự rất là nhiệt tình của Đại sứ quán tại Israel, Đại sứ quán Việt Nam và trung tâm. Rất là lo lắng. Và từ hôm xảy ra chiến tranh thì Đại sứ quán của bên Mỹ, của bên này rất là lo lắng và luôn luôn hỏi thăm bà con và cũng các em, sinh viên và lao động nói chung. Nó rất là quan tâm và thường xuyên là có cái vấn đề là yêu cầu là di dời các bạn về những vùng an toàn hơn. Rồi khi mà các bạn ở trong đấy thì trung tâm cũng ngày đầu, ngày thứ hai các bạn, mình đã gửi, trung tâm đã gửi lương thực đến cho các bạn, giống như gọi như tiếp tế cho các bạn, cho nên các bạn cũng rất là đầy đủ. Thì ngày mấy ngày đầu, ngày một hai ngày đầu các bạn sợ, nhưng đến ngày thứ ba, thứ hôm nay ngày thứ năm rồi, những ngày thứ tư, thứ năm thì hôm nay các bạn đã thấy yên tâm hơn, là khi mà có còi các bạn ở trong phòng rồi, các bạn đã biết tự bảo vệ cho mình. Cá nhân chị thì chị ở đây lâu rồi, như em nói là cái quê hương thứ hai, bởi vậy thì mọi thứ mình làm sao mình nói, mình đã quen là khi mà nếu mà có chiến tranh giống như hiện tại bây giờ thì mình ở nhà rồi, mình khi mà cái chiến tranh nó vãn đi, nó hết trở lại thì mình lại trở lại với cuộc sống thường nhật của mình. Chứ mình cũng không biết làm sao nói nhỉ, tại vì hình như là mình đã dặn dày với cái kiểu, mỗi một lần nghe như vậy thì mình chỉ biết là ok, là khu vực này và làm sao mình làm những được cái gì thì mình kiểu cố gắng. Thế còn đâu mình để cái sự mà phải lo sợ thì hình như là mình không cảm thấy mình không cảm thấy cái sự lo sợ là lo lắng. Chị không có cảm thấy cái đó. Chị chỉ biết rằng là bây giờ ví dụ về chiến tranh đúng không? Mình có còi báo động, mình có tất cả mọi thứ. Tất nhiên là một cái sự không dễ thương. Nhưng mà mình phải chấp nhận. Mình phải chấp nhận. Sau đó hết chiến tranh thì mình lại quay trở lại công việc của mình. Chị nghĩ là cái người thân ở bên ngoài, giống như nhà chị, bạn bè khắp mọi nơi, điện thoại liên tục và hỏi thăm gia đình và mọi người. Cái sự lo lắng của mọi người sẽ tăng hơn tại vì mọi người ở xa. Nhưng mình ở ngay trong cái cuộc chiến thì mình thấy mình cũng lo lắng không kém. Là vì sao? Là vì bất ổn. Ví dụ chẳng hạn như là cũng khó ngủ hơn. Khi mà mọi thứ là mình phải cẩn thận hơn, là có khả năng mình ra ngoài đường mình cũng phải cẩn thận. Đại khái như tất cả mọi thứ thì mình đã bất ổn, mình cũng bất ổn không kém.
Nhưng mà để cái sự mà lo lắng mà chị nghĩ rằng là để so bì như vậy thì rất là khó, tại vì là mình ở trong cuộc thì mình lo theo cái kiểu khác, còn người bên ngoài thì họ lại lo theo một cái sự mà chị nghĩ nó rất tăng hơn, tại vì người ta chưa nhìn người họ họ không ở trong cái hoàn cảnh đấy thì họ sẽ lo lắng hơn một chút. Nhưng mà mình ở đây thì chị thấy là cũng thực ra là cũng khá là cũng không yên, cũng khá là bất ổn. Nhưng mà được cái là bà con ở bên này, cộng đồng cũng như là mọi người thì rất là quan tâm đến nhau. Mỗi một chút thì bắt đầu lại nhắn và điện thoại này hỏi liên tục. Hiện tại bây giờ thì nhà chị cũng chưa có sự suy nghĩ là mình sẽ rời đi. Mình thứ nhất đó là khi chiến sự đã xảy ra, nếu mà mình đi thì mình sẽ đi ngay bây giờ. Còn khi mà chiến sự xảy ra đó, thì đi đâu cũng khó. Thì chị nghĩ một điều đơn giản là tốt hơn là mình ở trong nhà. Tại vì nhà mình ở đây, tại vì phòng mình ở thì cũng có phòng chống đạn, cũng có mọi thứ mà để bảo vệ cái tính mạng tốt nhất có thể. Ngay trong nhà mình thì nhà mình có phòng chống đạn. Thế cho nên rằng là chị nghĩ rằng nếu mà cái thời điểm mà nếu mà mình đi thì mình sẽ đi từ bây giờ. Nhưng mà nếu mình không đi thì mình sẽ ở lại. Còn để đi để mà sang một chỗ nước khác hoặc là để về Việt Nam mà vì cái cuộc chiến thì chị và gia đình người chị thì cũng không ai nghĩ tới. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước.